Mưa lớn diện rộng trong những ngày qua đã khiến cho nhiều nơi, nhiều tuyến đường giao thông ở Khánh Hòa bị ngập nặng. Đến sáng nay, nhiều khu vực vẫn đang bị chia cắt. Đã có 5 người thiệt mạng và mất tích. Khánh Hòa đã sơ tán hơn 700 hộ với hơn 2.500 người ra khỏi nơi nguy hiểm đề phòng ngập nặng, sạt lở. Đã có 4 người thiệt mạng tại thành phố Nha Trang và 1 người mất tích tại huyện Vạn Ninh. Một nhà dân tại Nha Trang bị hư hỏng nặng do đá lăn phải. Một tàu cá bị sóng đánh dạt vào rạn san hô. Nước lũ đã cô lập nhiều tuyến đường gây ách tắc giao thông như đường 23 tháng 10, Nguyễn Tất Thành, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 5. Đặc biệt, từ 16 giờ hôm qua đến 0 giờ hôm nay, quốc lộ 1 qua địa bàn Cam Ranh và Cam Lâm ngập sâu trong nước. Đến 10 giờ sáng nay, đoạn đường này mới được thông suốt. Hàng chục điểm ngập cục bộ trên tuyến với tổng chiều dài hơn 5 km, toàn bộ các cầu và các vị trí cống ngang trên tuyến bị tắc nghẽn do cây to và rác. Sáng nay, lực lượng cứu hộ huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa một lần nữa đã tiến sâu vào khu vực rừng nơi nhóm du khách đang bị mắc kẹt để tiếp cận và sớm đưa nhóm ra khỏi rừng. Tối 30 tháng 11, chính quyền địa phương đã liên lạc được với một thành viên trong đoàn khách du lịch khám phá Tà Giang. Cả nhóm 45 người gồm 36 du khách và 9 người dân địa phương đi theo đoàn khách vẫn giữ được an toàn. Vị trí mà họ đang dừng cắm trại trên núi là một trại bò cùng với lương thực mang theo nên tình hình sức khỏe của du khách được ổn định. Sáng nay thì huyện đã bố trí cơ động một đơn vị cứu hộ cộng với lại xe cứu thương để trực chiến. Khi đoàn xuống thì sẽ đưa đoàn ra. Hôm nay trên địa bàn huyện Khánh Sơn mưa có giảm nhưng nước lũ vẫn còn phức tạp. Thậm chí đến sáng nay các phương tiện vẫn chưa thể đến được trung tâm xã Thành Sơn, nơi có núi Tà Giang mà nhóm du khách mắc kẹt. Vì vậy, vị trí để đón nhóm du khách được đặt tại cầu Tràng, xã Sơn Lâm, cách nơi các du khách mắc kẹt đến hơn 10 km, trong đó chủ yếu là đường rừng. Sau 2 ngày mưa lớn đến hàng trăm mm, hôm nay mưa ở miền Trung sẽ bớt dồn dập. Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, một vài nơi trên 80 mm. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa giảm nhưng lũ trên nhiều sông còn cao. Trên sông Vệ tại Quảng Ngãi đạt đỉnh trên báo động 3 và chiều nay sẽ xuống ở mức trên báo động 2 20 cm. Sông Thu Bồn tại Quảng Nam ở dưới báo động 3 30 cm. Sông Krông Anna ở Đắk Lắk trên báo động 2 50 cm. Các sông khác từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Kon Tum dao động từ báo động 1 đến báo động 2, nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông và lũ quét sạt lở đất ở vùng núi từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.